Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua dư luận vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của ba thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi xe ô tô con của câu lạc bộ chở ba thành viên gồm trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh, cầu thủ ngoại quốc Paulo và bác sĩ Đào Trọng Trí đang trên đường di chuyển từ cảng hàng không Buôn Ma Thuột về đại bản doanh Hàm Rồng Pleiku Gia Lai. Vô vàn tiếc thương được gửi tới ba thành viên của đội bóng Phố Núi. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại dấu ấn của huấn luyện viên Dương Minh Ninh, cầu thủ Paulo và bác sĩ Đào Trọng Trí như một lời tri ân sâu sắc gửi tới những người đã khuất. 20 năm gắn bó với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, trợ lý Dương Minh Ninh được nhiều lứa cầu thủ coi như một người thầy, người cha, đã luôn hết mực gần gũi, dìu dắt lứa cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam hiện tại. Ông Dương Minh Ninh sinh năm 1975, đã dành 20 năm cuộc đời cho đội bóng Phố Núi Hoàng Anh Gia Lai. Tuy không phải là cầu thủ quá nổi bật, song sự nghiệp huấn luyện viên của ông Dương Minh Ninh lại rất thành công khi là người thầy của lứa cầu thủ tài năng khóa 1 lò Hoàng Anh Gia Lai như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương. Huấn luyện viên Dương Minh Ninh được biết đến là người hiền lành, ít nói, luôn đối xử nhẹ nhàng, tử tế với mọi người xung quanh. Ông cũng có mối quan hệ thân thiết với các cầu thủ trong câu lạc bộ và đội tuyển Việt Nam. Khi còn thi đấu, ông là tiền đạo quan trọng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, một trong những người đã giúp Hoàng Anh Gia Lai giành ngôi Á quân giải hạng nhất quốc gia năm 2002 và giành quyền lên chơi V-League. Hai mùa giải năm 2003-2004, ông Dương Minh Ninh cũng là thành viên của Hoàng Anh Gia Lai đã lên ngôi vô địch hai lần liên tiếp dù chỉ mới chơi ở V-League. Sau mùa đầu vô địch V-League cùng Hoàng Anh Gia Lai vào năm 2003, ông mất suất đá chính do đội bóng lúc đó có quá nhiều ngôi sao như Kiati Sắc hay Nguyễn Minh Hải. Khi không còn thi đấu đỉnh cao, ông rút lui về làm công tác hậu cần. Năm 2007, Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG được thành lập. Ông Ninh về làm trợ lý cho huấn luyện viên Gulami Grachen, dẫn dắt lứa cầu thủ vàng của Hoàng Anh Gia Lai từ những ngày đầu tập bóng đá như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh, Minh Vương. Ông Dương Minh Ninh có nhiều năm làm trợ lý cho các huấn luyện viên ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đến cuối mùa giải năm 2017, ông lên làm huấn luyện viên trưởng, dẫn dắt những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh thi đấu. Sau khởi đầu không tốt ở mùa giải năm 2019, ông xin từ chức, lui về làm trợ lý cho Lee Tae-hoon, rồi hiện tại là Kiati Sắc. Khi còn thi đấu, ông từng đá cặp với cầu thủ đình đám Đông Nam Á Kiati Sắc, Jiko. Cho đến cuối năm 2020, Kiati Sắc về Hoàng Anh Gia Lai làm huấn luyện viên, ông tiếp tục đồng hành với vai trò trợ lý. Không chỉ là trợ lý ở câu lạc bộ, ông Dương Minh Ninh từng có thời gian làm trợ lý cho huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Năm 2022, ông cũng trở lại đội tuyển sát cánh cùng nhóm trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo. Sự ra đi của huấn luyện viên Dương Minh Ninh khiến làng bóng đá tiếc thương, trong đó cả huấn luyện viên Kiati Sắc và huấn luyện viên Park Hang-seo cũng gửi đến lời chia buồn trước sự ra đi của người đồng nghiệp. Hai người có hơn 20 năm quen biết và làm bạn, từ thời ông Ninh là cầu thủ trẻ, còn Kiati Sắc là ngôi sao sang Hoàng Anh Gia Lai thi đấu vào năm 2002. Trong mắt đàn anh Kiati Sắc khi đó, Ninh là người hiền lành, chưa từng bất mãn ngay cả khi không có suất đá chính, luôn hết mình ủng hộ các đồng nghiệp và ban huấn luyện. Khi Kiati Sắc trở lại làm huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Gia Lai vào năm 2020, ông Ninh rời ghế giám đốc Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai để tham gia ban huấn luyện với cương vị trợ lý và trở thành người bạn tâm đầu ý hợp của Kiati Sắc. Huấn luyện viên Kiati Sắc cho biết, chúng tôi có thể ngồi cùng nhau cả ngày để bàn công việc hoặc chỉ đơn thuần là tán gẫu. Vào những ngày lễ Tết, Ninh không muốn tôi cô độc ở Hàm Rồng. Cậu ấy luôn mời tôi về nhà, đi cà phê hoặc ăn uống cùng. Huấn luyện viên người Thái Lan vẫn nhớ những hành động chứa đựng sự quan tâm từ trợ lý Ninh. Biết bà xã Kiati Sắc thích xương rồng, ông Ninh mua tặng đàn anh chăm sóc để cảm thấy như ở nhà. Mỗi lần lên làm việc ở các đội tuyển quốc gia, vị trợ lý đều mang về một chiếc áo đấu tặng Kiati Sắc. Rồi khi Kiati Sắc về nước, ông Ninh luôn chủ động hỏi thăm để giúp mua đồ lưu niệm làm quà. Huấn luyện viên người Thái nhấn mạnh, thật khó khăn khi tôi phải trở lại Hàm Rồng làm việc mà không còn trợ lý Ninh vì không ai có thể thay thế được cậu ấy. Cũng trên trang cá nhân, cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam Park Hang-seo thể hiện sự đau xót khi biết tin trợ lý cũ qua đời. Nhà cầm quân người Hàn Quốc bộc bạch, không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi sau khi biết tin huấn luyện viên Dương Minh Ninh qua đời hôm qua. Rất buồn vì cậu ấy ra đi. Ông Ninh từng làm trợ lý cho huấn luyện viên Park khi tuyển Việt Nam dự AFF Cup năm 2022. Tiền vệ Xuân Trường, người gắn bó từ tuổi thơ ấu với huấn luyện viên Dương Minh Ninh chia sẻ, cuộc sống quá vô thường, thật khó chấp nhận sự thật này. Xin chia buồn với người thân trong gia đình của những người xấu số, mong thầy và các anh yên nghỉ. Cùng với huấn luyện viên Dương Minh Ninh, cầu thủ Paulo Madeira Oliveira
cũng là tiền đạo nhận được nhiều sự chú ý với sự nghiệp thi đấu tại làng bóng đá Việt Nam. Anh đang là tiền đạo rất tiềm năng với sự nghiệp rộng mở và một gia đình nhỏ êm ấm trước khi thảm kịch ập đến. Với chiều cao vượt trội 1m69, tiền đạo người Bồ Đào Nha gốc Brazil luôn cho thấy khả năng không chiến ấn tượng khi có cơ hội trong hầu hết các trận đấu. Paulo sinh năm 1996 tại Brazil, nhưng sự nghiệp của anh phần lớn gắn bó với bóng đá Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha cũng là đất nước mà gia đình anh đang sinh sống. Trước khi bắt đầu hành trình mới tại giải đấu số 1 Việt Nam, Paulo từng khoác áo hai câu lạc bộ là Farense và Estrela tại Bồ Đào Nha. Năm 2022, chân sút gốc Brazil thi đấu cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Mùa giải đó, Paulo ra sân thi đấu 23 trận và ghi được tổng cộng 8 bàn thắng, góp công lớn đưa đội bóng phố núi Hồng trụ hạng thành công. Sau đó, do không tìm được tiếng nói chung trong bản hợp đồng mùa giải mới, tiền đạo gốc Brazil đã quyết định ra đi và chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Paulo chính thức đầu quân cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trước thềm mùa giải năm 2023. Anh được đánh giá là chân sút ngoại có khả năng dứt điểm và lối chơi đa dạng, linh hoạt. Nhận được lời mời từ Hoàng Anh Gia Lai, anh đã có mặt tại sân Pleiku để tiến hành thử việc. Nếu nhận được cái gật đầu của huấn luyện viên Giatisac, Paulo Oliveira sẽ trở thành nhân tố đáng chờ đợi trên hàng công của đội bóng phố núi. Người hâm mộ không quá xa lạ về bộ đôi Paulo Washington Brandao tạo thành mũi nhọn rất hiệu quả trên hàng công của đội bóng Hoàng Anh Gia Lai. Paulo đang là nhân tố quan trọng của Hoàng Anh Gia Lai mùa giải này. Anh cũng góp công lớn khi giúp đội bóng phố núi sớm trụ hạng ở mùa giải năm 2023. Theo thống kê, thì tiền đạo 28 tuổi đã ghi được 6 bàn thắng cho đội bóng phố núi tại đấu trường V-League. Sự ra đi của Paulo là mất mát lớn đối với Hoàng Anh Gia Lai trong mùa giải này. Đáng chú ý, trước khi gặp nạn, Paulo Oliveira đã có hẹn với gia đình sẽ trở về quê gốc Brazil để nghỉ ngơi vào ngày 15 tháng 8 tới. Nhưng khi chưa kịp thực hiện lời hứa, Paulo Oliveira đã tử nạn. Khi xảy ra vụ tai nạn, vợ của cầu thủ Paulo, chị Aruzo Chavez đang ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai chờ chồng về. Cả hai có kế hoạch cùng nhau đi thành phố Hồ Chí Minh để về Bồ Đào Nha khi kết thúc mùa giải. Ngay sau khi nghe tin dữ, mẹ của Paulo đã ngay lập tức làm thủ tục để đến Việt Nam với con trai. Nguyện vọng của gia đình là muốn đưa thi thể Paulo về Bồ Đào Nha an táng. Hiện lãnh đạo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang khẩn trương làm các thủ tục liên quan để hiện thực hóa việc này. Trong vụ tai nạn thương tâm còn có bác sĩ trẻ Đào Trọng Trí. Sự ra đi đột ngột của bác sĩ Trí đã khiến người nhà, bạn bè ở thị xã An Khê, Gia Lai chưa hết bàng hoàng. Bác sĩ của đội bóng phố núi qua đời khi tuổi đời còn quá trẻ và đang dang dở kế hoạch lập gia đình. Mới đây, người bạn gái của anh đã từ Canada cũng đã về Việt Nam để chuẩn bị cho đám cưới vào cuối năm. Trước lúc bác sĩ Trí không may gặp tai nạn, còn hứa sẽ về và đưa bạn gái đi ăn. Cô nức nở kể lại rằng, chỉ ít phút trước khi tai nạn xảy ra, còn nhận được tin nhắn từ Trí rằng cả xe đang ăn cơm, sắp về tới nhà, chờ đi cắt tóc xong sẽ đón cô đi ăn với mọi người. Vài tháng sau khi tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao chuyên ngành Y sinh học vào năm 2014, bác sĩ Đào Trọng Trí được tuyển dụng và làm ở Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Ban đầu anh đảm trách công việc chăm sóc sức khỏe cho các tuyến năng khiếu. Sau vụ tai nạn, thi thể trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh và bác sĩ Đào Trọng Trí được đưa về nhà làm lễ an táng. Còn thi thể tiền đạo Paulo được lưu giữ tại nhà xác bệnh viện chờ người thân từ Bồ Đào Nha sang nhận. Hiện tại, sự ra đi của 3 thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai để lại sự tiếc thương cho khán giả cũng như nền bóng đá nước nhà bởi những gì họ đã đóng góp trong thời gian qua. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 8, câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và gia đình đã tổ chức lễ truy điệu và an táng bác sĩ Đào Trọng Trí, một trong 3 thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thiệt mạng trong vụ tai nạn ngày 12 tháng 8. Bầu Đức đã có mặt ở tang lễ để đưa bác sĩ Đào Trọng Trí về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ truy điệu và an táng bác sĩ Đào Trọng Trí được tổ chức ở huyện An Khê, tỉnh Gia Lai. Bầu Đức đã không thể cầm được nước mắt trong lễ tang của bác sĩ Đào Trọng Trí. Rất nhiều người thân, bạn bè đã cùng có mặt để tiễn đưa bác sĩ Đào Trọng Trí về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước đó, Bầu Đức đã chỉ đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai lo chu toàn tang lễ của các thành viên không may qua đời sau tai nạn giao thông xảy ra tại huyện Chư Pứ, tỉnh Gia Lai hôm 12 tháng 8. Tang lễ của trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Đình sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 8. Linh cữu của ông Dương Minh Đình sẽ được đưa về thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, đi hỏa táng tại Đắk Lắk. Còn tiền đạo Paulo sẽ được chuyển về quê tại Bồ Đào Nha an táng theo nguyện vọng của gia đình cầu thủ này.